Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Đức Thánh Cha chúc mừng nhưng kỷ niệm 90 năm tượng đài Chúa Cứu Thế ở Rio. Các giám mục Ba Lan trong cuộc họp tại Vatican đã phàn nàn về sự trừng phạt không tương xứng với hành vi che đậy lạm dụng. Hai giáo phận Phi Luật Tân đóng cửa nghĩa trang trong ngày lễ các thánh và lễ các linh hồn. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Đức Thánh Cha chúc mừng nhân kỷ niệm 90 năm tượng đài Chúa Cứu Thế ở Rio. Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng Tổng giáo phận Rio de Janeiro bên Brazil nhân kỷ niệm 90 năm khánh thành tượng đài Chúa Kitô Cứu Thế tại thành phố này và nói rằng tượng Chúa mở rộng đôi tay là một lời mời gọi hòa giải và sống tình huynh đệ. Tượng Chúa Kitô cao 38 mét, trong đó 8 mét là bệ tượng, được xây trên núi Corcovado, nhìn xuống thành phố Rio de Janeiro và bãi biển. Tượng được kiến thiết từ năm 1922, hoàn thành và làm phép ngày 12 tháng 10 năm 1931. Tượng Chúa Cứu Thế trở thành biểu tượng của thành phố Rio và Brazil. Năm 2007, tượng đài được liệt kê vào số 7 kỳ quan của thế giới. Trong sứ điệp nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Hồng Y Orani Joao Tempesta Giongcito, Tổng giám mục giáo phận Rio, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh viết rằng tình huynh đệ phải được trải dài trên thành phố Rio de Janeiro và toàn thể đất nước để gặp thành một cộng đoàn. Trong đó, không ai cảm thấy lẻ loi, không được quý chuộng, bị loại bỏ, làm ngơ hoặc bị lãng quên. Một cộng đoàn, trong đó, mỗi người dấn thân để xây dựng một thế giới công bằng, liên đới và hạnh phúc hơn. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người dân Brazil hãy xây dựng tình huynh đệ, dù trình độ học vấn hay giàu có của họ thế nào đi nữa. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng viết rằng, không ai được khoanh tay, nhưng trái lại cần mở rộng vòng tay cho mọi người, như Chúa Cứu Thế đang làm. Để được vậy, một cuộc đối thoại xây dựng là điều thiết yếu, vì giữa sự dửng dưng ích kỷ và sự phản đối bạo động luôn có một con đường, đó là đối thoại. Đối thoại giữa các thế hệ trong dân chúng, vì tất cả chúng ta là một dân tộc, như Đức Thánh Cha đã khẳng định trong thông điệp Fratelli Tutti. Các giám mục Ba Lan trong cuộc họp tại Vatican đã phàn nàn về sự trừng phạt không tương xứng với hành vi che đậy lạm dụng. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết trong các cuộc gặp gỡ với các giới chức Vatican, một số lãnh đạo giáo hội đã chỉ trích việc Vatican giải quyết các vụ lạm dụng tình dục, đặc biệt là những hình phạt không tương xứng dành cho các giám mục bị cáo buộc che đậy so với những kẻ lạm dụng bị kết án. Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nói với KAI là cơ quan thông tin công giáo của Ba Lan rằng các giám mục Ba Lan đã gặp Đức Hồng Y Mark Olet, Tổng trưởng Bộ Giám mục tại Vatican vào ngày 12 tháng 10. Ngài cho biết các giám mục đang cố gắng tuân thủ tự sắc tháng 5 năm 2019 của Đức Giáo Hoàng Francisco Vos Esti Lus Mundi sửa đổi và làm rõ các tiêu chuẩn và thủ tục để buộc các giám mục và các bề trên dòng phải chịu trách nhiệm nếu che đậy cho những kẻ lạm dụng. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm việc với Đức Thánh Cha trong việc giải quyết tình trạng hiện tại của giáo hội chúng tôi là điều đã làm suy yếu lòng tin của một số người. Đức Tổng giám mục Gadecki nói với KAI sau cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Olet. Cuộc họp là một phần của chuyến thăm Ad Limina của các giám mục viếng mộ các thánh tông đồ và gặp gỡ các quan chức Vatican 5 năm một lần. Nhưng những nhận xét chỉ trích đã được đưa ra về việc tòa thánh đối xử quá đáng với các giám mục đã có những thiếu sót hoặc lơ là trong việc đối phó với các giáo sĩ bị cáo buộc ấu dâm. Một số giám mục Ba Lan nhấn mạnh rằng các hình phạt là không cân xứng và kéo dài
đã được áp dụng đối với các giám mục sau những cuộc điều tra ban đầu. Khi những tên tội phạm ấu dâm có thể ra tù sau 5 năm và bắt đầu cuộc sống mới, thì các giám mục lại lãnh các án phạt suốt đời. Ngài nói với Kai, chúng tôi đang nói về cái chết dân sự của một vị giám mục, không phải là một kẻ ấu dâm, là người đã bị cách chức, rơi vào tình trạng ô nhục và đã bị tiêu diệt bởi các phương tiện truyền thông. Đức Hồng Y khá ngạc nhiên trước lời nói của tôi, nhưng Ngài chấp nhận rằng chúng tôi không gây hấn với Tòa Thánh, chỉ đặt câu hỏi liệu tất cả những điều này có tuân theo nguyên tắc tương xứng giữa tội lỗi và hình phạt hay không. 10 giám mục hầu hết đã nghỉ hưu, đã phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nặng nề vì không giải quyết đến nơi đến chốn các khiếu nại lạm dụng ở Ba Lan. Hai giáo phận Phi Luật Tân đóng cửa nghĩa trang trong ngày lễ các thánh và lễ các linh hồn. Hai giáo phận Phi Luật Tân thông báo rằng họ sẽ đóng cửa các nghĩa trang và các ngày lễ các thánh và lễ các linh hồn. Đây là năm thứ hai liên tiếp các giáo phận phải áp dụng biện pháp bất khả kháng này do sự gia tăng các trường hợp lây nhiễm COVID-19. Giáo phận Legazpi ở miền Nam Luzon đã công bố quyết định đóng cửa này một tuần sau khi có thông báo rằng Tổng giáo phận Manila sẽ đóng cửa các nghĩa trang của mình. Hàng triệu người Phi Luật Tân đến thăm mộ và những người thân yêu của họ trong ngày lễ các thánh và ngày các linh hồn, tức là ngày 1 và 2 tháng 11, để bày tỏ lòng kính trọng đối với các thành viên gia đình và bạn bè đã khuất. Các hoạt động thường bắt đầu sớm hơn một tuần khi các gia đình dọn dẹp và sơn sửa các ngôi mộ để họ viếng thăm. Các gia đình cũng cầu nguyện một tuần cử nhật và mang thức ăn đến nghĩa trang như một phần của truyền thống tôn vinh người chết. Đức cha Joe Baylon của Legazpi nói với Radio Veritas ngày 13 tháng 10 rằng quyết định hủy bỏ các sự kiện này trong năm nay là năm thứ hai phải làm như thế, được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức y tế và hàng giáo sĩ trong giáo phận của Ngài. Quyết định này thật khó khăn bởi vì nhiều giáo dân mong muốn được đi thăm mộ những người thân yêu của họ, nhưng chúng ta cần cân bằng niềm tin của mình với thực tế mà đại dịch này mang lại, Đức cha Baylon nói. Giáo phận cho biết họ đã yêu cầu chính quyền địa phương bố trí cảnh sát tại các cổng nghĩa trang từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Năm ngoái, chính phủ Phi Luật Tân đã tuyên bố cấm thăm viếng các nghĩa trang trên toàn quốc trong hai ngày đặc biệt này. Năm nay, chính phủ cho phép, nhưng Đức cha Baylon cho biết Ngài đã đưa ra quyết định đơn phương đóng cửa các nghĩa trang trong phạm vi quyền hạn của mình vì số trường hợp COVID-19 ở tỉnh chúng tôi vẫn còn đáng báo động. Bất chấp các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt hơn của các cơ quan chức năng, virus vẫn tiếp tục lây lan. Đức cha Baylon cũng khuyến cáo người Công giáo không nên đến thăm các nghĩa trang nếu có thể để tránh lây truyền virus hàng loạt. Chúng tôi sẽ có thánh lễ trực tuyến để cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi. Chúng tôi cũng sẽ phát các thánh lễ này qua đài phát thanh và các mạng truyền hình địa phương của chúng tôi. Vì vậy, chúng ta hãy sử dụng công nghệ ngay từ bây giờ, bởi vì chúng ta không nên xem thường thứ virus độc địa này. Tổng giáo phận Manila cho biết, quyết định đóng cửa các nghĩa trang công giáo ở thủ đô đến từ thị trưởng Isko Moreno, người cũng là ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. Moreno đã ra lệnh đóng cửa tất cả các nghĩa trang ở Manila, bao gồm cả nghĩa trang Hồi giáo, từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Úc có kế hoạch ngừng sản xuất vaccine AstraZeneca, nhưng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các nước láng giềng? Các nhóm đối lập và các tổ chức viện trợ liên bang đang thúc giục chính phủ gia hạn hợp đồng với công ty công nghệ sinh học khổng lồ CSL để sản xuất thêm vaccine AstraZeneca ở Melbourne và thúc giục Úc nên tăng cường sản xuất vào năm tới để giúp đánh bại đại dịch COVID-19 trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, Indonesia và Mã Lai Á. Khoảng 12.5 triệu liều AstraZeneca đã được sử dụng cho người Úc, trong khi hơn 3.5 triệu liều đã được gửi đến các nước ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Chính phủ đã hứa sẽ gửi tổng cộng 40 triệu liều sang các nước khác. Cha Tim Costello nói rằng chính phủ nên sản xuất nhiều vaccine hơn và bán 50-100 triệu liều cho các nước Đông Nam Á với giá gốc. Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt xác nhận chính phủ sẽ không gia hạn hợp đồng với CSL ngoài 51 triệu liều mà công ty đã hứa sẽ cung cấp. Công ty dự kiến sẽ kết thúc sản xuất AstraZeneca tại Úc
vào đầu năm tới. Nhà máy ở Melbourne của CSL hiện đang sản xuất khoảng 1 triệu liều mỗi tuần, với hơn 800.000 được gửi ra nước ngoài để thúc đẩy việc triển khai vaccine ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Nhưng ông Hunt cho biết chính phủ sẽ không gia hạn hợp đồng với CSL và đề nghị công ty sản xuất các loại thuốc và vaccine khác. Hợp đồng đang được giao đầy đủ, các liều lượng đang được chia sẻ, nhưng đó chỉ là một trong những phương pháp cung cấp vaccine và CSL chưa bao giờ có ý định trở thành nhà sản xuất theo hợp đồng, ông nói. Bộ trưởng Ngoại giao đối lập Penny Wong gọi quyết định này là đầy hoang mang. Bà cho biết chính phủ nên tăng cường sản xuất AstraZeneca trong nước sau khi kết thúc hợp đồng hiện tại và gửi liều tới các nước trong khu vực vẫn cần tiêm chủng cho hàng triệu công dân. Một số quốc gia ở Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Mã Lai Á và Việt Nam, đang phải vật lộn với những đợt bùng phát COVID tàn khốc, mặc dù cả ba quốc gia đã cố gắng giảm đáng kể số ca mắc trong những tuần gần đây. Chúng tôi biết những gì đang xảy ra ở Indonesia. Chúng tôi biết mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát Delta ở Indonesia, Thượng nghị sĩ Wong nói. Chúng tôi biết rằng Indonesia cần nhiều vaccine hơn. Tại sao chúng ta không tiếp tục sản xuất những loại vaccine này và bảo đảm rằng khu vực của chúng ta an toàn hơn? Kế hoạch này là thiển cận. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.